các bạn. Quá đẹp. Chào các bạn, sáng hôm nay gặp lại. Hay quá này. Đúng rồi. Tại cái độ cao quá nên rất bán. Lên. Vô. Ok. Nghe ra con. Hay quá. Ngăn được rồi. Ngăn được rồi đó. Rất đẹp. Làm được rồi đó. Ba xe ra cao quá. Giữ thăng bằng không được. Cao quá mà con. Dạ. Gần được rồi đó. Ráng đi con, gần được rồi. Con làm cái này hơi bị nhiều rồi, hôm nay bị gì á. Làm được rồi đó anh. Đó, đó. Dễ yeah, đem này được rồi. 6 rồi, 6 xíu. Dơ. Dơ. Giúp tay dơ. Đó, gần được rồi.
Đó, hay à, quá. Okay. Thành công rồi. Thành công rồi nha. Đó. Mém thành công. Cao lên một tí nữa. Hay quá. Yeah. 80% rồi. Rồi, gần thành công. Đi luôn cái chỗ, đi luôn em. Đấy, có ai hả? Thành công rồi. Em càng thành công rồi. Mình đi lên chú ơi. Chú, tối chú có gà chú. Gà tối hôm trước. Bây giờ các em đang nghỉ mệt. Chúc cho chú tiếp. Tối chú gà. Gà cũng được 2-3 thằng chơi giỏ lắm á. Chơi cái này cũng giỏ lắm á. Con xa.
vô. Cảm ơn các bạn. Bị gì vậy ta?